Xin chào tất cả các bạn. Bây giờ các bạn mua USD, nó đơn giản đúng không? Các bạn chỉ cần ra showroom và Anphat, anh ơi, bán cho em một đồ USD, thế là các bạn đã có mang USD về để cài game rồi. Bây giờ ông nào mà kiểu chơi game mà dùng HDD thôi để cài Win ấy thì hơi lạ đấy. Thì ngày xưa các bạn mua bộ USD trị giá khoảng độ 1.300.000 đồng, hoặc ông nào mua được rẻ hơn thì là 1.200.000. Thế nhưng đấy chỉ là USD SATA 3 và dung lượng của nó chỉ là 120GB. Bây giờ các bạn chỉ cần gấp đôi cái số ấy lên, gấp đôi 1.200.000 lên, nó loanh quanh khoảng độ hơn 2.000.000. Các bạn đã có một ổ USD lên tận 500GB. Và đây là ổ USD NVMe tới từ thương hiệu là Western Digital. Thương hiệu Western Digital các bạn cũng không còn lạ gì rồi. Họ sản xuất HDD này, rất nhiều HDD cho cả doanh nghiệp này, cả người dùng hay thậm chí là gamer. Thì với dòng gamer đó chính là dòng Black, thì đây là sản phẩm Western Digital Black NVMe. Nói sơ qua một chút về cái phần công nghệ thì cái ổ SSD này sử dụng chip nhớ là 3D NAND được bảo hành tận 5 năm và sử dụng 4 làn PCIe 3.0, thì tốc độ đọc và ghi của nó cũng rất tốt khi mà quảng cáo nó có thể lên được 3430MB một giây. Thì mình đã có test thử lại rồi, đương nhiên nó sẽ không thể nào đạt được 3400 như quảng cáo. Tốc độ đọc và của nó sẽ rơi vào khoảng độ 3300B, tức là nó sẽ xem khoảng độ chừng 96, 97 hoặc thậm chí là 98% khi dõi quảng cáo, và tốc độ ghi của nó đã rơi vào khoảng độ 2700B một giây. Tất nhiên thông số là vậy, test nó là như thế. Mình đã copy thử một file nặng lắm, khoảng độ chừng 400GB, và cái tốc độ đọc của nó, cái tốc độ ghi copy của nó đã rơi vào khoảng độ chừng gần 500MB một giây. Và trong lúc kiểu là nhiều file nhỏ nhỏ quá, nó sẽ xuống vào khoảng độ 200MB một giây. Thế nhưng nhanh chóng nó sẽ vượt lại mức 300 và thậm chí là về lại mức 450MB một giây. Và thời gian copy một cái file nặng 400GB ấy, nó chỉ khoảng độ mười mấy phút thôi. Và tốc độ đọc ghi phải nói là rất ấn tượng. Thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng ổ SSD này để copy lưu dữ liệu hàng ngày. Tất nhiên là về mặt lý thuyết thôi, bởi vì ổ SSD nó thực ra là nó không dành cho cái quá trình ấy quá nhiều, nó sẽ nhanh giảm tuổi thọ SSD. Thế nhưng theo như mình nghĩ, để mà giảm được thì nó không phải 5 năm đâu, chắc phải chừng 6-7 năm thì ổ SSD này may dài nó mới hỏng được. Theo mình đoán là vậy, bởi vì mình chưa dùng ổ SSD nào lâu như thế. Và nếu như bạn quan tâm tới nhiệt độ của mẫu SSD này khi hoạt động thì mình thấy nó chỉ loanh quanh khoảng độ 40 độ C thôi. Và để làm được điều đó, mình sẽ sử dụng một mẫu bo mạch chủ tới từ thương hiệu của Acer. Đây là Z490 Air Gaming, bởi vì nó có phụ kiện sinh cho SSD mà, thế nên SSD nó rất mát. Thì bây giờ mình sẽ đề cập sơ qua một chút về cái mẫu bo mạch chủ này. Phải nói là dòng Z490 sử dụng chipset Z490 của Acer nó đã cải thiện rất nhiều rồi, quả như gần như hãng đã lấy lại cái vị thế dẫn đầu khi mà cái mẫu main này hoàn toàn có thể cắm được Intel Core i9 10900K mà không có bất kỳ một vấn đề nào cả. Thế nhưng mình chỉ cắm đây là Intel Core i7 10700KF mà thôi, để có thể gọi là đi đánh cặp được với RTX 2060 Super cho nó phù hợp với mức giá triệu năng mà nói là nó ổn định nhất. Thì các bạn có thể nhìn thấy khu vực VRM ở đây, nó khu vực dính chữ U. Thiết kế như này nó sẽ giúp cho hệ thống tản nhiệt nó tốt hơn. Và cái thứ hai nữa, nếu như bạn nào mới nhớ thì Acer có một hệ thống tản nhiệt Ryujin 360, nó cái khu vực bơm tản nhiệt đấy nó có một cánh quạt nữa, thì đấy gọi là một hệ sinh thái của hãng. Bạn nào mua full đầy đủ combo sẽ thấy nó hiệu quả như vậy. Bây giờ thì cái phần khe RAM này các bạn sẽ có tổng cộng là 4 khe RAM, cắm RAM nó thoải mái. Và khu vực cắm SSD nó sẽ tổng cộng là 2 khe SSD, và cả 2 khe đều có hít sinh tản nhiệt cả. Các bạn mua 2 ổ 500GB về, 1TB cắm vào sử dụng gọi là tải game tuyệt bô luôn. Bọn mình cũng sử dụng 1TB HDD để lưu game mà. Và cái khu vực nữa đó là LED đây, các bạn nhìn thấy khu vực LED ở đây. Một phần nữa là khu vực chipset. Khu vực chipset thì có lẽ các bạn sẽ không nhìn được bởi vì mình cắm cạc nó che mất rồi. Thì khu vực tản nhiệt cho chipset nó vẫn có LED. Và khu vực ở trên đây, khu vực IO này nó cũng có LED RGB luôn, bởi vì đây là dòng Z490, dòng Strix nữa, thế nên phần LED nhiều và điều không thể tránh khỏi rồi. Nó có quá nhiều LED.
Và một cái thứ hai nữa đó chính là một số công nghệ, thì cái sản phẩm Z490 Air Gaming này nó hỗ trợ cả SLI của NVIDIA và AMD Crossfire. Thế nhưng các bạn phải lưu ý một chút, trên mẫu bên này chỉ có duy nhất một khe X16 full băng thông thôi, còn một khe bên dưới nó vẫn là khe X16, kích thước X16 có bọc thép, thế nhưng nó chỉ là băng thông X8. Các bạn cần phải lưu ý để cắm cạc sao cho nó phù hợp nhất. Và đường link của cả hai sản phẩm này mình sẽ để ở ngay dưới phần mô tả video, và nếu như bạn quan tâm thì có thể click vào. Đừng quên bấm like, share và subscribe kênh YouTube của Án Phát Computer để không bỏ lỡ bất kỳ video clip nào chúng mình qua trong tương lai. Hẹn gặp lại các bạn ở trong những video sau.